Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về Zurich. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Zurich cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần: Allopurinol Dạng bào chế: dạng viên nén. Công dụng: bệnh gút mãn tính, tăng axit uric huyết thư phát hay do xạ trị hoặc hóa trị các bệnh tăng bạch cầu và ung thư, bệnh sỏi thận, vẩy nến. Cách dùng: Dùng đường uống. Liều dùng. Bệnh gút, các chứng tăng axit uric huyết tối thiểu cho người lớn 100 mg, trung bình 200 đến 400 mg, chia 2 đến 4 lần, bệnh nặng 600 đến 800 mg trong 24 giờ. Bệnh ung thư 600 đến 800 mg mỗi ngày, từng đợt 2 đến 3 ngày. Vẩy nến 100 đến 400 mg mỗi ngày, chia 3 đến 4 lần. Trẻ 6 đến 15 tuổi 100mg 3 lần. Dưới 6 tuổi, 50mg 3 lần. Chống chỉ định. Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào có trong thuốc. Bệnh nhân đang bị cơn gút cấp tính. Xét nghiệm tăng axit uric máu nhưng không có triệu chứng. Lưu ý khi sử dụng. Bệnh nhân mắc bệnh về gan, thận nặng, có vấn đề về thận, bạn có thể được chỉ định liều dùng thấp hơn. Nên uống nhiều nước, ngưng thuốc nếu thấy nổi mẩn da, tiểu đau, tiểu máu, kích thích mắt hay sưng môi hoặc miệng. Ban da nặng trong hội chứng quá mẫn cảm. Phụ nữ có thai hoặc cho con bú chỉ dùng khi có sự chỉ định của bác sĩ. Thuốc có thể gây buồn ngủ, hoa mắt, chóng mặt và rối loạn thị giác cho nên cần thận trọng khi lái xe, vận hành máy móc. Tác dụng phụ Phản ứng dị ứng thuốc, sốt, nổi ban, gây ngứa, nổi mẩn, phồng rộp, Chốc da, đau môi và miệng, phù mặt môi, lưỡi, họng, khó thở, khó nuốt hoặc sưng tấy nặng. Thay đổi số lượng tế bào máu. Gây tăng bầm tím, chảy máu mũi, đau họng hoặc nhiễm trùng. Sốt, sưng hạch bạch huyết, đau khớp, phù, viêm gan, tổn thương thận hoặc ngất. Thông báo cho thầy thuốc các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng. Nhà sản xuất công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Zurich, đồng thời biết cách sử dụng Zurich sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham